Con quỳ lạy Phật Thích Ca chứng minh đệ tử tên là Mục Liên, lòng con bộ đạo tu hiền, xứng gia theo Phật cầu nguyện hôm nay. Nghe kinh Phật thuyết 7 ngày, minh tâm kiến tánh Như Lai trọn lành, lục thông đầy đủ nên danh, muốn tìm cha mẹ lòng thành gắn công. Đền ơn cho bố ấm bồng, liền dùng đạo nhãn xem vòng thế gian, thấy vong mẹ khổ muôn vàng, ôm gầy đôi cang trong đàn quỷ ma. Mục Liên kêu mẹ khóc la, đau lòng thương mẹ đọa xa Diêm Đình. Thanh đệ nhìn thấy con mình, Mục Liên kêu mẹ hết lòng gắn công. Con ơi mẹ đói trong lòng, mà Mục Liên nghe nói khóc ròng thở than, vội vàng trở lại thế gian. Bơi cơm một bát đem sang mẹ mừng, và cơm vô miệng nửa chừng, chén cơm hóa lửa phừng phừng thành than. Mục Liên xem thấy kinh hoàng, trong lòng đau đớn khóc than buồn tình. Mẹ ơi niệm Phật độ mình, trở về lấy Phật cầu xin mẹ già. Thích Ca đứng Phật phân qua, mẹ ngươi tội nặng sâu xa nghiệp hành, ta truyền cứu tế pháp lành. Cần cầu tăng chúng tình thánh chú nguyện, cầu cho phụ mẫu hiển tiền, lục thân quyến thuộc bình yên điều hòa. Bãi đời phụ mẫu đã qua, về trời hướng phước sáng lòa quang. Vui chơi thong thả thanh nhàn, ngày rằm tháng 75 đàn trai tăng, sắm cơm trăm món đồ ăn, trái cây ngũ quả hương đăng rõ ràng, chiếu giường bồn nước mung mang, dầu đường trà lá bát vàng đựng cơm. Những đồ vật quý bông thơm, thành tâm dọn tiệc lang bồn phân minh, cúng dường tam bảo cầu kinh, chư tăng tịnh giới giữ gìn nghiêm trang, cầu cho thí chủ trai đàng, tâm hành thiền định vái vang chú nguyện. Thanh đề khổ anh hên liền, ngày rằm tháng 7 thành tiên về trời, nói gương hiếu thảo đời đời, xót thương phụ mẫu hiện thời nuôi con. Nhai cơm cho bú hao mòn, ơn sâu nghĩa nặng thương con hết lòng. Mà trời cao biển rộng mênh mông, biển hồ lai lan sánh đồng Thái Sơn. Tu hành bao tứ trọng ân, đồ đời ba cõi sạch trơn trọn lành. Mục Liên đại hiếu tu hành, bao ân phù mẫu nên danh đồ.